Bạn có nhận ra là Thu Hà Nội vừa mới đến được mấy ngày thì đã đi luôn rồi không? Đông đã đến rồi. Mấy ngày vừa rồi thì mưa dầm dề, xong rồi lạnh, xong rồi gió mùa. Đấy, nói chung là rất là đông, chứ không còn là mùa thu nữa rồi. Kiểu Hà Nội chỉ có mấy ngày thu thôi. Thế là mình đã phải ngay lập tức đổi cái skincare routine từ mùa hè sang mùa đông. Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của iBeauty. Mình là Khánh Linh và mình đã quay trở lại rồi đây. Ok, đông Hà Nội đến rồi. Và không biết là các bạn thì thích việc cái làn da của mình vào mùa hè hay là mùa đông hơn. Mình thì mình thấy thích vào mùa đông hơn. Tại vì sao? Mùa hè thì dầu thừa này, nó bóng nhờn hết cả mặt lên, xong rồi tia UV ở bên ngoài nó cũng mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng mà các bạn đừng quên là không phải mùa đông là không có UV đâu nhá. Kiểu mùa đông thì không có nắng, ít nắng đúng không? Nhưng mà ông mặt trời chỉ là ẩn sau những đám mây mà thôi, chứ còn UV thì nó vẫn chiếu xuống đấy, cho nên là không được quên việc sử dụng kem chống nắng nhé. Và mùa đông thì cái vấn đề da chủ yếu là da khô, và da khô thì chúng mình cấp ẩm lại là được rồi, cho nên là mình nghĩ rằng là nó sẽ dễ hơn và khiến cái làn da của mình thoải mái hơn là mùa hè. Bước đầu tiên trong skincare routine sẽ là rửa mặt. Thế thì phải chọn sản phẩm sữa rửa mặt như thế nào mới phù hợp với mùa đông. Thường thì mùa hè da chúng mình sẽ bị nhiều dầu, kiểu gì cũng nhiều dầu hơn mùa đông đúng không? Thì mình sẽ ưu tiên chọn những cái sản phẩm sữa rửa mặt mà có độ làm sạch cao, kiểu cái độ kiềm nó hơi nhỉnh hơn so với các sản phẩm mùa đông một chút, thì nó sẽ giúp làm sạch cái dầu trên da của mình. Nhưng mà đến mùa đông rồi thì mình nên giảm bớt cái kiềm lại đó để có thể an toàn hơn với làn da. Và vào mùa đông thì nên chọn các loại sữa rửa mặt dạng kiểu kem sữa ấy, chứ không phải là kiểu gel này hay là dạng cream kiểu foam ấy mà tạo bọt nhiều ấy, thì nó sẽ gây khô cho da mặt đó. Tránh các loại mà gây khô cho da mặt, đặc biệt là tránh các loại mà có những cái scrub nữa các bạn, nó sẽ rất là nhạy cảm cho da mặt mùa đông. Ngoài ra thì chúng mình có thể lựa chọn các sản phẩm sữa rửa mặt mà dưỡng ẩm cho da mặt sau khi rửa mặt, tránh để tình trạng khô căng kim kít các bạn nhé. Thì một số hoạt chất mà sẽ giúp cho sữa rửa mặt của chúng mình có độ ẩm, giữ độ ẩm cao hơn trên da, theo như này lên tìm hiểu thì có dimethicone này, lanolin này, petroleum này, đấy vân vân, là những cái chất mà sẽ giúp cho da mặt tránh được tình trạng bị khô căng sau khi sử dụng. Ngoài ra thì còn một yếu tố nữa, đấy là về nhiệt độ của nước. Và mùa đông thì chúng mình thường có xu hướng là sử dụng nước nóng thật là nóng để kiểu giã đông cho da mặt sau khi mà đi ở bên ngoài về chẳng hạn. Tại vì mùa đông thì rất là lạnh. Tất nhiên là mấy ngày gần đây thì chưa lạnh đến mức đấy, nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ có cái xu hướng là sử dụng nước ấm hơn cho da mặt. Thì cái này có một lưu ý cho các bạn là tuyệt đối không được sử dụng nước nóng để rửa mặt vào mùa đông. Mà cái lý tưởng nhất mà Khánh Linh rút kinh nghiệm được, đấy là khi mà chúng mình làm ướt da mặt ở bước đầu tiên ý, thì chúng mình sẽ sử dụng nước ấm một chút, ấm thôi nhá, ấm thôi chứ đừng nóng, để có thể làm giãn nở cái lỗ chân lông của chúng mình ra. Sau đó rửa mặt đó thì chúng mình sẽ rửa cái phần bọt đấy đi bằng nước mát, không cần phải lạnh. Nhưng mà Khánh Linh thường sẽ lựa chọn cái nhiệt độ nước nó thấp hơn cái lúc ban đầu một chút để có thể xe khít lại lỗ chân lông của mình. Và sản phẩm mà mình lựa chọn để sử dụng trong mùa đông này đó chính là em COS đỏ này đây, sữa rửa mặt COS, và nó màu đỏ. Chứ còn tên của em đó là Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser của nhà COS. Thì chắc là các bạn sẽ quen thuộc với em COS màu xanh. Em lấy là Low pH Good Morning Gel Cleanser, có bao bì màu xanh, màu vàng trên này một trắng ở đây. Đấy, còn bình thường thì mình dạo gần đây thì mình đã đổi sang em COS này tại vì nó sạch hơn. Tại vì các bạn có thể nhìn thấy cái thành phần chính, cái hoạt chất chính làm nên cái sự sạch của em nó, đó là salicylic acid hay còn gọi là BHA. Và nồng độ thì chỉ có 0.5% thôi, cho nên là kể cả bạn nào mà chưa dùng BHA bao giờ cũng sẽ không bị thích ứng với, các bạn yên tâm. Cái nồng độ này sẽ đủ để làm sạch cho da mặt từ sâu lỗ chân lông này và tẩy da chết một cách nhẹ nhàng nữa. Thực ra thì Khánh Linh lựa chọn em salicylic acid Daily Gentle Cleanser em COS đỏ này thì một phần là tại vì da Khánh Linh phải make up khá là nhiều ấy, nên là mình dùng em này mình cảm thấy yên tâm hơn, đặc biệt là khi mà kết hợp với máy rửa mặt của nhà Foyo nữa. Em này là Luna Mini 2. Còn nếu như bạn nào mà không phải make up nhiều ấy, không phải top nhiều thứ lên mặt, thì có thể sử dụng em COS xanh thì nó sẽ dịu nhẹ hơn với làn da. Có một ưu điểm nữa mà Khánh Linh đánh giá em này phù hợp trong mùa đông. Tại vì sao? Mặc dù là rửa mặt xong rất là sạch các bạn, nhưng mà em này vẫn giữ được độ ẩm cho da, tức là sử dụng em này xong thì da mình vẫn ẩm, không bị khô căng tin tít. Tuy nhiên thì cái độ giữ ẩm này nó lại không bằng với em COS xanh. Nhưng mà sử dụng em này xong thì khi mà mình apply toner ấy, mặc dù mình không cần phải dành quá nhiều thời gian để rửa hết cái bọt ở trên mặt đi, nhưng mà khi apply toner thì nó vẫn không bị tạo bọt trắng lên, nếu như mà không rửa kỹ giống như em COS xanh các bạn ạ. Và cái nhược điểm của em này thì em này vào mắt hơi bị cay so với em COS xanh các bạn. Em COS xanh vào mắt không cay luôn. Và nhược điểm thứ hai là mặc dù hãng có quảng cáo là em này có khả năng chống lão hóa, nhưng mà mình không thấy sự chống lão hóa đấy.
làm gì có sữa rửa mặt nào mà có khả năng chống lão hóa thì nó ở trên mặt chỉ khoảng 1 phút rồi các bạn. Đợt gần đây thì Khánh Linh khá là ưu ái khi mà sử dụng khá là nhiều sản phẩm có BHA cho làn da của mình. Em đợt gần đây thì Khánh Linh ngưng việc sử dụng tẩy tế bào chết vật lý lại và chuyển sang tẩy tế bào chết hóa học bằng em BHA 2% của nhà Power's Choice. Em này thì chắc là các bạn quen mắt rồi đúng không? Mình khuyên các bạn là nếu như mà mua ấy thì chỉ cần mua cái chai nhỏ nhỏ, chai mini này thôi. Tại vì mình dùng em này chắc là được khoảng 2-3 tháng rồi đấy, nhưng mà nó vẫn còn khoảng từng ngày các bạn, còn rất là nhiều ấy. Thì mình không biết là nếu như mua full size thì dùng bao giờ mới hết, và việc mà để lâu cũng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm nữa. Thì cụ thể em này mình đã làm ở số chị mụn đầu đen rồi, các bạn có thể tìm lại và xem nhé. Thì khi mà dùng em này, mình cảm thấy cái BHA ở trong sữa rửa mặt này nó kiểu chỉ ở trên mặt một thời gian rất là ngắn thôi, nên là không thể nào đủ để cuốn sạch hoàn toàn những cái cặn bã ở sâu bên trong cái lỗ chân lông của mình được, nên là mình phải sử dụng thêm cả axit này nữa. Tất nhiên là em này thì không phải là cái em mà mình bảo là mình sử dụng axit quá liều cho làn da của mình đâu. Cái em đấy là một em rất là mạnh mà mình sẽ giấu giếm lại một chút để mình review một số sau các bạn nhé. Còn em này khi mà sử dụng ấy, có thể là do cái nền da của Khánh Linh khá là khỏe đi, thì kiểu mọi người phải dùng tăng dần liều lượng lên đúng không? Ban đầu Khánh Linh rất là tuân thủ cái đấy, nhưng mà sau khoảng 2 tuần thì mình thấy không, hầu như không có biến chuyển gì trên làn da, thế là mình đã mạnh tay sử dụng luôn, hàng ngày luôn các bạn. Thì ok, mình đã bắt đầu thấy những cái hiện tượng đầu tiên. Thứ nhất là đẩy bụi, Khánh Linh có một cái mụn ở đây mãi mà nó không lên các bạn, nó cứ lần nhẩn ở đây thôi, nó không lên. Thì sau khi dùng em này nó đã lên các bạn ạ, và khô cồi này, xe cồi, và nó bị lấy ra rất là nhanh thôi. Sau đó là sự biến chuyển tiếp theo là cái vùng mũi mình, mụn đầu đen thì chưa hết hoàn toàn, thế nhưng mà mụn cám thì đã hết. Và mọi khi thì cái phần xung quanh mũi này các bạn, nó bị khá là nhiều tế bào chết, nên là khi mà mình make up nó bị sần ở đây. Tuy nhiên sau khi khoảng 2 tháng sử dụng em này thì hết các bạn ạ. Cái chỗ mũi này bây giờ của mình rất là mịn luôn, và mình rất là mê khi làm make up. Không chỉ phần mũi, tức là phần mũi là cái phần mà mình thấy biến chuyển mạnh nhất, còn cái da mặt xung quanh của mình không phải kỳ cọ bằng tẩy tế bào chết vật lý nữa, nhưng mà thời gian gần đây thì nó đã rất là mịn và make up rất là sướng rồi các bạn ạ. Khi mà sử dụng em này thì các bạn phải chấp nhận hy sinh làn da của mình nếu như cái nền da của các bạn có nhiều mụn ẩn nhé. Tại vì nếu như đã có mụn thì chắc chắn nó sẽ đẩy mụn lên, và các bạn phải chấp nhận cái đấy. Tùy người, có người thì 2 tuần 3 tuần, có người thì phải 2 tháng 3 tháng mới đẩy hết mụn lên được. Mức giá của một chai mini size như thế này là 30ml thì là 300.000, trên dưới 300.000 gì đấy. Thì thực ra để mà nói là 300.000 cho một chai này, ban đầu nghĩ là sẽ đắt, nhưng mà với cái sự tiết kiệm khi mà dùng em này, mình không cần dùng quá nhiều BHA cho một cái routine đâu các bạn. Thì các bạn biết là sau 2-3 tháng mà nó vẫn còn từng này, là nó tiết kiệm như thế nào rồi đúng không? Tất nhiên so giữa mini size và full size chia ra thì mini size sẽ đắt hơn, nhưng mà mình nghĩ đây là một mức giá chấp nhận được. Đấy các bạn hãy lục lại cái số review kỹ càng hơn về em BHA này của mình nhé. Đấy, nếu như mà buổi tối mình sử dụng BHA sau sữa rửa mặt thì buổi sáng mình sẽ sử dụng em toner này sau sữa rửa mặt. Đó là một em toner Sensawa Sita Toner của nhà Bio Skin Pure Natural. Tại vì em nó tên là Sensawa nên các bạn đã biết là cái tên chất chính của em nó là rau má rồi đúng không? Rau má thì là một chất mà rất là quen thuộc trong các sản phẩm skincare rồi. Nó dịu nhẹ cho da này, ngừa mụn này, kháng viêm này, làm ẩm da này. Nói chung là một cái chất mà các bạn sẽ thấy rất là thân thiện với làn da của mình. Ngoài ra thì trong này còn có hyaluronic acid sẽ giúp giữ ẩm cho làn da của các bạn nữa. Và cái chất của em này các bạn là một cái chất rất kiểu thực ra là nó sẽ giống lotion hơn là toner. Và mình thì thích như thế hơn. Các bạn, cái cảm giác mà rửa mặt bằng sữa mặt cốt đỏ xong nó ráo ra, xong rồi apply em này lên nó ẩm và nó thấm nhanh, xong rồi da các bạn sẽ mướt. Rất là thích, các bạn nên thử em này. Đây, nên thử cái combo này, rất là thích luôn nha. Và đặc biệt là bạn nào mà ở trong cái tình trạng da mùa đông sẽ dễ bị căng này, dễ bị khô ráp này, thì sử dụng em này sẽ rất là phù hợp luôn. Mình đánh giá là phù hợp hơn các loại toner dạng lỏng nữa các bạn. Mức giá của em này thì là một nhược điểm hơi nhỏ của em đó các bạn ạ. Khoảng 400.000 cho một chai như thế này, nhưng mà cũng khá là to. Em này 120ml, và cái này lên dùng thì cũng thấy khá là tiết kiệm. Nên là bạn nào mà các bạn có thể cân nhắc em này, thì dùng em này rất là sướng. Mình thấy đáng tiền để sử dụng em này các bạn ạ. Sản phẩm tiếp theo trong skincare routine của mình, đợt này thì da mình hơi nhạy cảm, cho nên là mình đang phải tối giản lại cái skincare, cho nên mình sử dụng kem dưỡng luôn sau bước toner vào buổi sáng, hoặc là bước acid vào buổi tối. Thì khi mà buổi tối các bạn nhớ là để em này ngấm hẳn vào da nhé. Mọi người thì bảo là phải chờ 30 phút, nhưng mà anh em nghĩ là không cần nhiều như thế đâu, khoảng 5 phút
và mình chắp cho nó thấm vào da là mình có thể apply kem dưỡng được rồi. Thì em này là kem dưỡng phục hồi da Bên Năm của nhà La Roche-Posay. Em này chắc là cũng quen thuộc với các bạn. Bạn nào mà quan tâm đến việc sử dụng acid, sử dụng treatment cho da chắc là cũng biết đến em này rồi. Lý do mà Khánh Linh chọn mua em này, đầu tiên là em nó được review khen ngợi quá là nhiều. Lý do thứ hai là em nó có chứa B5. Việc mà Khánh Linh sử dụng acid cho da khiến cho Khánh Linh cần một sản phẩm có thể phục hồi da và nói chung là giảm kích ứng cho da, thì em B5 này là một sự lựa chọn không tồi. Là em nó có chứa B5 là một chất để phục hồi da mà mình đang cần, đang quan tâm nhá. Và thứ hai là cái chất của em nó, mình sẽ cho các bạn xem. Em nó là một chất kem khá là đặc, màu trắng như thế này. Và khi mà apply lên da ấy, thì mình chỉ cần khoảng 4 cái chấm như thế này, đây, đây, đây và đây, nó cho mình tán đều ra. Ban đầu ấy thì mình sợ là cái chất kem này nó khá là đặc, nó khá là bết dính. Thế nhưng mà khi mà apply lên da các bạn, nó kiểu sao nhỉ, nó cứ tan dần dần. Và kể cả một lượng nhỏ thì các bạn chỉ cần thời gian cứ tán nhẹ nhàng như thế này thì nó cũng sẽ hết trên cái da mặt của mình thôi. Và sau khi mà apply em này xong, các bạn sẽ có một lần da căng bóng, glowy, kiểu rất là đủ ẩm ấy. Tức là nó khá là ẩm, nó không quá làm ráo da đâu, nhưng mà cái độ ẩm đấy nó sẽ duy trì ra làn da các bạn đến sáng ngày hôm sau. Và khi mà sáng hôm sau thức dậy, các bạn sẽ thấy một làn da căng mướt luôn các bạn. Giá của em này cho một cái full size 100ml như này là lên nhớ đâu đó khoảng trên 300, gần 400, từ khoảng 350 đến 400 tùy ở chỗ bán đấy các bạn. Thì có thể là hơi đắt nếu như mà để so ra với một tuýp 100ml, nhưng mà dùng em này rất là tiết kiệm. Một lần mình dùng với một lượng rất là nhỏ, nhỏ hơn với cái dạng gel rất là nhiều ấy, và đã đủ để cấp ẩm cho làn da của chúng mình rồi. Cho nên là các bạn cứ yên tâm dùng cái này đi, đủ tốt, đủ tiết kiệm, đủ lành tính, đủ các loại thứ. Nói chung là mình chưa tìm thấy cái nhược điểm nào của em này luôn ấy. Và bước tiếp theo trong skincare routine mà các bạn cần phải có trong mùa đông, tại vì đông đã đến là cái làn môi của chúng mình sẽ rất là dễ bị nẻ. Hầu như là cái bộ phận dễ nẻ nhất nữa các bạn, tại vì đã khô là chúng mình hay liếm môi đúng không, là liếm môi thì rồi một làn môi bong chóc rất nẻ và đánh son rất là xấu. Chính vì thế mình đã thêm em Conex này vào trong skincare routine của mình cho phần môi. Em này là Conex Classic Lip Balm Medicated Lip Protecting Sun Cream. Đấy, nói chung là em này có dạng tuyết, dạng vũ nữa. Tuy nhiên mình thấy là dạng thỏi là tiện nhất, cho nên là mình đã mua dạng thỏi. Và các bạn thấy không, mình đã sử dụng sắp hết rồi, chỉ còn một xíu, chắc là dùng được vài ngày nữa thôi. Thì để mà nói về em này, cái ưu điểm lớn nhất mà mình nghĩ là nó khác biệt so với các loại mình từng dùng, đấy chính là em nó có khả năng chống nắng với độ SPF là 15, chỉ số SPF là 15. Thì em này cái chức năng chống nắng đấy đến từ thành phần là octinoxate 75% này và oxybenzone 4%. Cái chức năng chống nắng của em nó đã được thể hiện ngay ở đây. Sunscreen. Thì cái chức năng chống nắng của em nó đã được thể hiện ngay ở bao bì, đó là sunscreen ở đây. Tiếp theo là về khả năng giữ ẩm của em nó. Tất nhiên rồi, đấy là lý do phải thêm vào skincare routine. Thì ở đây hãng đã quảng cáo là it soothes, it heals, it protects. Tức là nó sẽ làm mềm này, nó sẽ chữa lành những vết thương và nó sẽ giúp bảo vệ làn môi. Thì đấy, protect là cái chống nắng rồi nhá. Tiếp theo, it soothes, nó sẽ làm mềm môi. Thì đúng là em này làm mềm môi thật. Tuy nhiên cái khả năng mà it heals, tức là làm lành một cái vết mà kiểu bạn nào mà hay bóc môi ý, mà sử dụng em này thì mình thấy nó chưa nổi bật cho lắm. Tức là vẫn có nhưng mà không nổi bật bằng các loại son dưỡng khác mà mình từng dùng các bạn ạ. Đó, thì điểm qua lại về em này thì có dưỡng ẩm tốt này, cũng có chữa lành vết thương này, cũng có chống nắng này. Và đấy là em ấy đã làm tốt, làm khá là tốt chức năng của một cái kem dưỡng rồi. Còn về cảm giác của em này trên môi thì nó hơi bí các bạn. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là cái đấy chấp nhận được. Và giá của em này bình thường khoảng 50-60 nghìn cho một thỏi. Tuy nhiên đợt vừa rồi mình mua sale em này chỉ khoảng 30 nghìn thôi, nên các bạn có thể canh sale và stock em này luôn ở nhà. Mình dùng em này khá là nhanh hết các bạn ạ. Tiếp theo không thể thiếu được, như mình đã nói rồi, mùa đông thì cũng vẫn có ánh nắng mặt trời, cũng có tia UVA, cũng có tia UVB. Và đặc biệt là trong một skincare routine mà có acid như thế này thì việc bào mòn da, làm da nhạy cảm hơn để ánh sáng mặt trời là không thể thiếu được. Cho nên là gần đây Khánh Linh đã chuyển sang sử dụng kem chống nắng của nhà La Roche-Posay. Đây là một kem chống nắng mà được review rất là tốt, rất là thần thánh. Mình xem review của chị Mai Văn Trang xong mình đã quyết định mua em này luôn các bạn. Em này là La Roche-Posay Antelius, dòng Fluid Invisible, Invisible Fluid. Đấy, một trong những điểm đầu tiên mà mình ấn tượng về em này đấy là cái packaging của em nó. Các bạn thấy khác biệt không? Nó kiểu không cân đối giống như mấy cái loại kem chống nắng khác trên thị trường. Và hãng có quảng cáo thì cái này là để Shaka Protect Tech, tức là kiểu để an toàn hơn khi lắc hay là lắc hiệu quả hơn ạ. Nhưng mà mình thấy nó cũng không có khác biệt gì lắm. Và ngoài ra thì cái kết cấu của em này nó khá là lỏng,
cho nên là cần phải lắp trước khi dùng và vì lỏng nên là khá là khó để kiểm soát cái lượng lấy ra trên mặt của mình. Tuy nhiên thì với kết cấu lỏng như vậy thì mình dùng rất là thích luôn, tức là nó sẽ hơi nâng tông nhẹ một xíu, hầu như là không nâng tông thôi đó. Khi mà ấp hoa lên da thì với cái kết cấu lỏng kiểu dạng sữa mình sẽ rất là dễ tán này, nó sẽ không gây vết dính trên da này, mà dùng em này xong vẫn đủ ẩm nha, da vẫn glowy. Và em này thì phù hợp cho bạn nào mà da nhạy cảm và nó chỉ cần da nhạy cảm nhất thì cũng có thể sử dụng được em này, cho nên là các bạn có thể cân nhắc sử dụng em này nhé. Và bây giờ sẽ là phần mà các bạn quan tâm nhất, đó chính là chỉ số chống nắng của em nó. Em này thì là SPF 50 cộng và PA tận 4 cộng và có khả năng chống cả UVA và UVB và ô nhiễm các bạn, tức là cái khả năng bảo vệ em này rất là tốt, giống như hãng nói là very high protection, tức là bảo vệ da rất là đỉnh luôn. Và em này không có perfume, không có chất tạo mùi, sẽ phù hợp cho các bạn mà có làn da nhạy cảm. Em này thì cũng kháng nước và kháng mồ hôi nữa, kháng thôi chứ không phải là chống, thì nó sẽ không bằng mấy cái loại kem chống nắng waterproof mà chuyên cho đi biển được, nhưng mà em này vẫn có thể sử dụng khi hoạt động ngoài trời, hoạt động mạnh, đi biển các thứ. Giá của một chai 50ml như thế này Thành Linh nhớ đâu đó là trên 300.000 gần 400 gì đấy. Vừa rồi thì Thành Linh đã review cho các bạn cái skincare routine hiện tại trong mùa gần đông của Khánh Linh. Đấy, có thể là vào mùa đông thì mình sẽ thay đổi một số sản phẩm để có thể giữ ẩm da một cách đỉnh cao hơn. Đấy, thì lúc đấy mình sẽ làm một số để review tiếp cho các bạn nhé. Hy vọng rằng là với cái skincare routine này các bạn có thể tham khảo được một chút gì đó và áp dụng cho skincare routine của chính các bạn. Đó, thế nếu mà các bạn thấy video này hay thì nhớ ấn like, share và subscribe nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.